chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ha. Ngày hôm nay là ngày đầu tiên mình có mặt tại đất Hà Tĩnh nha các bạn. Và hôm nay là cái buổi làm dưa của nhà mình. Giờ mình cũng quay tí xíu cái video để cho các bạn thấy cách làm dưa của người dân Hà Tĩnh như thế nào các bạn. Nãy giờ thì cũng cái nhà mình cũng đã test những cái bắp cải bự ra đó, test những cái bự ra thành những cái lá nhỏ nhỏ. Trước mắt là làm như vậy nha các bạn. Rồi tí nữa là làm những công đoạn gì nữa mình sẽ quay tiếp cho các bạn cùng tham khảo nha. Bé hoa sạn bác Huy nè. Tại như các bạn đã thấy là dưa cải này được sẽ làm dưa chung với rau răm nha các bạn. Răm với hành. Hành nữa hả? Miền Nam. Miền Nam mình là không có làm một cách như vậy nha các bạn. Ở gần nhà bà xã mình rít rất là đông nha các bạn. Đây. Rất là vui ha.
còn hai ba chỗ nó chết là mình đi đến đây rồi. Hiện tại rau cải đã lặt rồi sắt xong hết rồi, giờ một tí nữa là mình đi rửa để mình kiểm tra coi ở đây có gì ha. Rau gông nha các bạn, rau gông rồi cải rồi gì nữa đây. À, cái này là hành, hành nữa nghe các bạn. Còn đây là gừng. Vậy mới là gãi bên tay. Dán bên tay với hộp cho mày. Hiểu không? Ê, mới gãi bên tay với hai. Cái thứ này. Rồi, bây giờ cái này nhà mình là chuẩn bị rửa nha các bạn. Đây mình lấy từng gỗ ra, mình rửa sạch gỗ nào ấy, mình dẹp gỗ ấy cho nó gọn ha. Tại vì mình làm cái số lượng cải cũng khá nhiều. Rồi, hiện tại các bạn đang thấy là mình phụ rửa cải này cho nó sạch nha các bạn. Đó nước sôi mà nguội. Đây nước sôi đến bếp xuống.
mấy chứa có mùi đâu mấy mất. Mấy lấy xuống lừa thằng bạn. Rồi hiện tại như các bạn đang thấy là nhà mình đang múi dưa nha các bạn. Này do số lượng nhiều quá mình chuẩn bị một cái thùng khác để mình tiếp tục múi nữa. Tại như các bạn đã thấy là đã múi dưa xong nha các bạn. Đây, hai cái thùng này cũng khá là nhiều ha. Rồi mình cũng chia sẻ lại cái cách múi dưa ở dân Hà Tĩnh của mình hiện tại đây nha các bạn. Là trước tiên lấy cải bẻ xanh về, bắt đầu xé nhỏ từng cái lá ra. Đó, bắt đầu xách nhỏ ra. Xách nhỏ ra, ngoài cái đó ra thì có hành nữa nè. Rồi có rau rong, rồi có gừng. À, là bắt đầu mình mới đi rửa sạch. Sạch xong rồi mình để phơi ngoài nắng cho nó ráo. Là công đoạn cuối cùng là bắt đầu để vô thùng này. Giờ mình để khoảng 3 ngày là mình lấy ra mình ăn nha các bạn. Rồi, nói chung là cái cách làm của người dân ở đây là như vậy. À, mình về đây là mình cũng chia sẻ được như vậy cho các bạn cùng xem ha. À, mình cũng tạm dừng cái video ở đây luôn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video kế tiếp của mình ha. Bye bye.